Kính chào quý khán giả. Chúng tôi là Tạ Khư Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ sáu, 17 tháng 8 năm 2018, Dow Jones 25.669.32, Week Today cộng 1.41% và Year Today cộng 3.84%. Nasdaq 7.816.33, Week Today trừ 0.29% và Year Today cộng 13.22%. S&P 500 2850.13 with today cộng 0.59% và year today cộng 6.60%. Giá vàng là 1191 đô la 10 cent một ounce căn cứ dự kiện hôm thứ sáu 17 tháng 8 2018. Giá dầu thô 65 đô la 94 cent một barrel cũng căn cứ vào thứ sáu 17 tháng 8 2018 và giá xăng là 2 đô la 850 một gallon căn cứ và dự kiện từ Công ty Ba Chí A AAA thứ 6-17 tháng 8-2018. Một đô la của Hoa Kỳ tương đương euro 8742 của đồng Euro Liên Hiệp Âu Châu căn cứ thứ 6-17 tháng 8-2018, tương đương với 0.7842 của đồng Anh Kim Anh Quốc, tương đương với 6.88 đồng Doan Nhân Dân Tệ Trung Quốc, tương đương với 110.52 đồng Yen của Nhật Bản và tương đương với 66.97 của đồng Rabo của Nga lãi suất mortgage. Theo công ty Freddie Mac thứ năm ngày 16 tháng 8 2018, 30 năm cố định là 4.53% và 15 năm cố định là 4.01%. Tình trạng thất nghiệp. Tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 11 tháng 8 2018 có 212.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 2.000 sau so tuần lễ trước đó, đánh dấu 180 tuần lễ liên tiếp. Số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người, Tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 4 tháng 8 2018 Mỹ có 1 triệu 721.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp giảm 39.000 sau so tuần lễ trước đó kinh tế Mỹ trong tháng 7 2018 đã cung cấp 157.000 việc làm mới tỷ số thất nghiệp của tháng 7 xuống mức 3.9% bình luận về kinh tế Mỹ tuần qua thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có hai chỉ số đi lên và một chỉ số đi xuống Kinh tế Mỹ đã phát triển ngoài sự kỳ vọng với GDP 4.1% cho tam cao nguyệt thứ nhì vừa qua và tỷ số thất nghiệp của tháng 7 đã xuống mức 3.9%. Dow Jones tăng cộng 1.41%, Nasdaq giảm trừ 0.29% và S&P 500 tăng cộng 0.59%. Cùng ngày thứ 6, 17 tháng 8, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng cộng 0.35%. Hong Kong Hang Seng tăng cộng 0.42%, London FTSE 100 tăng cộng 0.03%, Shanghai Composite giảm trừ 1.34% và chỉ số DAX của Đức giảm trừ 0.22%. Đồng đô la tuần qua lên giá so với đồng Anh Kim của Anh Quốc và đồng doanh nhân dân tệ của Trung Quốc nhưng lại xuống giá so với đồng Euro của Liên Hiệp Âu Châu, với đồng Yen của Nhật Bản và với đồng Rabo của Nga. Thị trường việc làm tiếp tục cải thiện ở mức độ rất tốt, bằng chứng là có một nửa số ứng viên xin việc làm đã hẹn để phỏng vấn, đã bỏ hẹn. Tình trạng này chưa hề thấy trong 1-2 năm trước đây. Tỷ số thất nghiệp trong tháng 7 2018 đã xuống mức 3.9%, thấp nhất trong 18 năm. Tổng sân lượng nội địa GDP là 4.1% trong tam cá nguyệt vừa rồi, là những thành công lớn và là dấu hiệu kinh tế Mỹ đã phát triển mạnh như dự định của Tổng thống Donald Trump trước đây. Kinh tế Mỹ đã sang qua số mạnh từ đầu mùa xuân với vận tốc nhanh nhất trong gần 4 năm qua. Các công ty lớn của Mỹ đang không ngừng phát triển nhờ chính sách giảm thuế từ 35% xuống 61%. Apple, Amazon, and Chevron và JP Morgan Chase là những ví dụ cụ thể. Apple và Amazon có thể sẽ có trị giá 1.000 tỷ đô la trong tương lai gần các nhà máy lọc dầu của Mỹ hiện nay đã sản xuất phá kỷ lục 18 triệu barrel dầu thô mỗi ngày. Home Depot thông báo đã bán được 30 tỷ rưỡi đô la trong tam cá nguyệt vừa rồi, tăng 8.4% so với cùng thời kỳ của năm rồi. Walmart cho biết hiện nay số hàng bán nhiều nhất trong thập niên và số hàng bán online đã tăng 40%. Cho dù giới truyền thông dòng chính có bất công và thiên vị thế nào đi nữa đối với Tổng thống Donald Trump, cho dù bất đồng chính kiến thế nào, không ai tận đáy lòng có thể chối cãi sự thành công to lớn của chính sách phát triển kinh tế của nội các Donald Trump. Đây là sự phát triển kinh tế mạnh và nhanh nhất kể từ năm 2014 đến nay. Nếu không muốn nói là so với suốt lịch sử của các đời Tổng thống Mỹ vừa qua, đặc biệt là so với 8 năm thời, thời Tổng thống Obama giá dầu thô xuống mức 65 đô la 94 một Euro giá xăng xuống mức 2 đô la 850 một ca Các đại công ty dầu đang thi nhau bom dầu từ tiểu bang Texas. Giá vàng xuống mức 1.191 đô la 10 cent một ao hôm thứ sáu 17 tháng 8. Lãi suất mortgage ở mức 4,53% cho 30 năm cố định và 4,01% cho 15 năm cố định. Quỹ dự trữ liên bang không cho tăng lãi suất chính tỷ số lạm phát ở mức 2%. Thị trường địa ốc hiện nay nói chung rất nóng, không cung ứng đủ nhu cầu của người mua. Giá nhà tại những thị trường nóng gia tăng nên trung bình nhà đang bán chỉ ở trên thị trường khoảng 2 tuần lễ là bán được. Nói chung, kinh tế Mỹ đã phát triển rất mạnh và nhanh trong tam các nguyệt vừa qua với chỉ số tổng sản lượng nội địa Gross Domestic Product GDP là 4.1%, không thấy kể từ giữa thập niên 2000 mạnh nhất và nhanh nhất trong gần 4 năm qua. Đây là một thành quả đáng kể của chính sách phát triển kinh tế của nội các tổng thống Donald Trump. Kinh tế thế giới Mỹ đã chính thức áp dụng cấm vận trở lại đối với Iran trong hai tuần qua. Ngân sách quốc gia của Iran sẽ bị thiệt hại nặng nề vì lượng dầu xuất cảng sẽ bị giảm khoảng từ 30-50% và các sinh hoạt kinh tế khác cũng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Công ty Daimler là công ty chế tạo xe Mercedes đã quyết định hủy bỏ kế hoạch bành trướng tại Iran vì Mỹ đã cho áp dụng cấm vận trở lại. Giới đầu tư đang bỏ chạy khỏi các công ty đại high-tech của Trung Quốc. Các công ty Baidu, Alibaba và Tencent đã mất hàng trăm tỷ đô la trên trị giá thị trường trong mấy tháng qua. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đang mất giá, kinh tế hiện bị rối loạn do hậu quả của cuộc chiến mậu dịch với Mỹ đã khiến cho Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Năm 16 tháng 8 đã công bố cuộc tái đàm phán với Hoa Kỳ sẽ được diễn ra giữa hai cường quốc kinh tế. Phó Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wall Suwen và Thứ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ David Malpass cùng phái đoàn hai nước sẽ gặp nhau tại Washington, D.C. New Zealand ban hành luật cấm người ngoại quốc mua bất động sản theo đạo luật the overseas investment amendment bill đa số người ngoại quốc mua nhà tại New Zealand đến từ Trung Quốc. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị.